say kê, cô gái bất ngờ bị bóng đè. Nhưng bóng này nó lạ lắm. Khó khè. Khó thở quá. Sao vậy ta? Không lẽ bị bóng đè? Mẹ ơi, cái khứa này tao lạy mày luôn á. Hôm nay mày ăn bột ngọt nhiều quá nên quên luôn chỗ ngủ hả? Rất chi là mệt mỏi rồi đó nha. Không lẽ mai tao lại làm kỳ tơ 7 món? Tội nghiệp con sen, ngủ cũng không yên, đè đến tắt thở mà cái bóng chạy bằng xương vẫn ngồi im ru tỉnh bơ vậy cả. Báo quá báo cô chủ rồi mà. Ai ở nhà cũng khổ với boss như vậy thì comment ngay bên dưới để phận con sen tụi mình cùng tâm sự mỏng nào.